tìm nhau xưa tan trường
kính chào quý thầy cô, xin kính chào tất cả các bạn. Cao Thúc Âm tràng vỗ tay để lấy bình tĩnh đi các bạn. Thưa quý thầy cô và các bạn, nhận thấy rằng là cuộc họp mặt đồng thứ tư của chúng ta bây giờ bắt đầu. Chương trình chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là cái nghi thức khai mạc các cuộc họp mặt, chúng ta diễn ra khoảng nửa tiếng thôi, 30 phút. Phần thứ hai chúng ta sẽ diễn ra khoảng 1 tiếng rưỡi, đó là chương trình gala họp mặt của chúng ta. Chương trình chúng ta bắt đầu bây giờ là đã truyền hình trực tiếp và trong cả thế giới đều quay được. Do bạn Hồ Phước Đạo chúng ta đang trực tiếp truyền hình, các bạn ở nước ngoài cũng đang theo dõi được chương trình này. Và chúng ta sẽ có thời gian rất là dài để chúng ta tâm sự trong phần thứ hai. Còn bây giờ, theo như truyền thống thì là bước vào cuộc họp mặt. Xin mời tất cả quý thầy cô và các bạn cùng nghe một bài hát rất quen thuộc, bài hát truyền thống trong ba loại họp mặt của chúng ta, đó là bài hát Ngồi Lại Bên Nhau. Ngồi lại bên nhau này bạn, ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúc ta. Thôi đổi lên các bạn ơi, vỗ tay kéo bạn nữa đi. Ngồi trường về ngày hôm nay với bao thương lòng, nhắc giật tay nhau tha thương từng ngày. Rất nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều ấn tượng rất tốt đẹp. Và phát huy những thành công của ba đoàn họp mặt đó, chúng ta không thể dừng cuộc họp mặt động tư này lại, mà đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tổ chức. Và chúng ta cũng hứa hẹn với nhau những cuộc họp mặt khác á, là cứ 2 năm một lần. Vào dịp hè anh em chúng ta, thầy cô chúng ta sẽ gặp nhau để hàn huyên tâm sự với nhau. Và có người hỏi ban liên lạc là bây giờ tất cả các bạn là sẽ tổ chức cái cuộc họp mặt này tới lần thứ mấy, chúng ta kết thúc. Anh em tôi hứa nhau thôi, cố gắng đi, ráng làm đến khi nào mà làm nổi thì thôi. Làm đến nỗi mà Thúc An chọc gậy lên sân khấu là hình thừa phi bị khán giả thì là lúc đó làm nổi thì thôi. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục làm cái chương trình chúng ta. Và Thúc An nghĩ rằng là đó là cái mong ước, đó là nguyện vọng rất là chính đáng của tất cả các bạn của chúng ta. Thưa quý thầy cô và các bạn, trong suốt gần tới mấy tháng trời, 9 thành viên trong ban liên lạc của chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi điều kiện để có thể tiến hành được cuộc họp mặt lần này. Và đặc biệt trong suốt thời gian khoảng 3 tháng, các bạn ở trong nước cũng như ở nước ngoài, các bạn rất nhiệt tình động viên chúng tôi cố gắng tổ chức đi. Và các bạn đã gửi một số hiện kim và hiện vật ở các cuộc họp mặt lần này. Đây là những điều kiện rất là quan trọng mà trước cuộc họp mặt chúng tôi có thể quyết định tổ chức được cuộc họp mặt lần thứ tư này. Như thế là mong ước và tổ chức cuộc họp mặt lần thứ tư của chúng ta đã thành hiện thực. Đêm nay, thứ bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2014, nhằm cái ngày 16 tháng 6 năm Giáp Ngọ, Thúc An thường nói đây là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng lành. Cuộc họp mặt của học sinh Phan Bội Châu niên khóa 1970-1977 lần thứ tư chính thức được diễn ra tại nhà hàng khách sạn Đồ Dương, thành phố Phan Thiết. Xin tất cả chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn và thật đồng nhiệt để chào đón sự kiện đặc biệt của chúng ta. Kính thưa quý thầy cô, thưa tất cả các bạn, trước khi chính thức bước vào cuộc họp mặt đêm nay, Thúc An xin kính mời quý thầy cô và các bạn, chúng ta hãy cùng đứng lên dành một phút để tưởng nhớ về 18 thầy cô giáo đã từng dạy dỗ chúng ta, tưởng nhớ đến 42 người bạn thân yêu trong điên lớp của chúng ta. Đó là những người thầy, những người bạn
đã mãi mãi ra đi, mãi mãi rời xa chúng ta. Xin mời thuốc tưởng nhớ bắt đầu. Thôi, cho đến giờ phút này, về phía thầy cô, những người thân yêu của chúng ta đã có mặt tương đối đầy đủ theo lời mời của ban liên lạc chúng tôi. Cho đến giờ này, chúng tôi nhận thấy có 22 thầy cô giáo thân yêu của chúng ta đã đến tham dự cuộc họp mặt. Tối hôm nay, khi chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt để chào đón quý thầy quý cô. Em sẽ đọc tên từng thầy cô và chắc tụi em cũng rất muốn là quý thầy cô em đọc tên có thể quý thầy cô đứng tại chỗ thôi. Nhìn xuống cho các em thấy dung nhan của thầy cô đến giây phút này vẫn còn như xưa. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Giáo. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Hữu Bình. Trân trọng giới thiệu thầy Huỳnh Ngọc Thẩm. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Phú Yên. Trân trọng giới thiệu thầy Ngô Minh Trí. Trân trọng giới thiệu thầy Hoàng Điều. Trân trọng giới thiệu thầy Phạm Phúc Thịnh. Trân trọng giới thiệu thầy Mai Trung Trực. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thành Hổ. Xin trân trọng giới thiệu thầy Ngô Thanh Tú. Trân trọng giới thiệu thầy Dương Tấn Lâm. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Minh Cương, thầy Nguyễn Hùng Việt. Trân trọng giới thiệu thầy Hoàng Cao Đồng. Trân trọng giới thiệu cô Ung Thị Minh Yến. Trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Xứng. Trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Anh. Trân trọng giới thiệu cô Phan Thị Toàn. Trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Tuyết. Trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Nha. Và cuối cùng trân trọng giới thiệu cô Thân Thị Xuân Lộc. Giá là niềm vui, là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tất cả chúng em. Chúng em biết rằng trong số các thầy cô về dự cuộc họp mặt tối hôm nay có nhiều thầy cô sức khỏe còn rất yếu, thậm chí thầy cô có thầy các cô đã vượt xa hàng trăm cây số để về dự cuộc họp mặt đêm nay. Chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt nữa chào đón sự hiện diện của 22 thầy cô giáo của chúng ta. Thúc An xin thành thật xin lỗi, có một thầy mà Thúc An chưa kịp giới thiệu, thầy Nguyễn Hiền. Về phía khách mời của chúng ta tối hôm nay, ban liên lạc của chúng tôi có mời 7 em học sinh, là 7 em học sinh nghèo sẽ nhận học bổng trong chương trình họp mặt tối nay của chúng ta. Chúng ta hãy cho các em tràng vỗ tay để các em lắng tịch. Trong cuộc họp mặt hôm nay chúng ta cũng rất là vui, đó là những người bạn thân yêu của bạn bè chúng ta. Các anh các chị cũng thấy là cuộc họp mặt của chúng ta ba lần vui quá, kỳ này cũng đi theo vợ mình chồng mình đi tham dự luôn. Chúng ta dành tràng vỗ tay cho các bạn ở đây và hy vọng rằng là các bạn sẽ có cùng chung vui chúng tôi trong đêm nay. Về phía chúng ta, những nhân vật chính cho cuộc họp mặt tối hôm nay, cho đến lúc này chúng tôi theo quan sát của chúng tôi thì bạn An thông báo là có khoảng 265 bạn về tham dự cuộc họp mặt tối hôm nay. Có thể nói rằng là quan sát lại thì đây là cuộc họp mặt lần thứ tư, cuộc họp mặt mà đông đảo nhất của anh em chúng ta. Có những bạn đã vượt qua hàng trăm cây số, thậm chí hàng ngàn cây số ở bên Mỹ cố gắng về dự họp mặt lần này mà chưa lần nào đó tạm thời họp trước đó ở bên Mỹ nữa vừa về chúng ta. Có một số bạn á rất là
muốn đi chiều nay đến giờ cuối cùng mà thông báo cho Thúc An với lại bạn nghĩ Dâm An mà thôi đi không được, cố gắng ở nhà quan truyền hình trực tiếp cũng được. Còn một số bạn mà chúng tôi cũng không biết địa chỉ ở đâu để mà gửi cho các bạn mời dự cuộc họp mặt đêm nay, rất mong các bạn đã thông cảm. Và các bạn biết là như chúng tôi đã giới thiệu hiện nay là bạn Hồ Phước Đại đang truyền hình trực tiếp cho tất cả các bạn mà không có điều kiện về dự cuộc họp mặt tối hôm nay ở nước ngoài xem cũng được. Chúng ta đang ngồi ở đây, đang tổ chức chương trình họp mặt như vậy mà hiện nay thông qua chương trình truyền hình, thông qua điện thoại, thông qua Weber, thông qua webcam và thông qua điện thoại trực tiếp của các bạn đang ngồi phía dưới đó, các bạn ở nước ngoài đang nghe và lắng nghe cái chương trình chuyện hoạt động của chúng ta tối hôm nay. Xin nhất tạ, chúng ta dành tràng vỗ tay để cho các bạn đó ở nước ngoài nghe chúng ta vỗ tay chào đón các bạn. Thưa quý thầy cô và các bạn, có thể nói là sự gặp mặt lần này chúng ta thật là tâm đủ quý thầy cô, các em thiếu nhi cũng như các bạn tối hôm nay. Đây là việc làm rất là quý giá và là thành công đầu tiên của cuộc họp mặt của chúng ta lần này. Thay mặt cho ban tổ chức cuộc họp mặt, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý thầy, quý cô và tất cả các bạn. Cái nghi thức đầu tiên chúng ta phải có phát biểu khai mạc. Trong ban liên lạc chúng tôi có 9 nhân vật, mỗi nhân vật mà lùng nhất và có tài nhất đó là gọi là an phò. Mà các bạn gọi là an sử, các bạn gọi là thủ lĩnh thì cũng được. Chúng ta coi nhân vật Nguyễn Văn An chúng ta có đẹp trai không nha. Xin mời Nguyễn Văn An lên sân khấu để phát biểu khai mạc. Kính thưa quý thầy, quý cô, thưa tất cả các bạn, cứ đến hẹn lại lên, thầy trò chúng ta lại gặp nhau. Kỳ hội ngộ lần thứ tư này đã có thêm nhiều thầy cô và các bạn từ các nơi về họp mặt. Điều đó nói lên tình thầy trò, tình bạn thổ niên thiếu vẫn mãi mãi in đậm trong tâm ký ức của mỗi chúng ta. Ban liên lạc cố gắng tìm địa chỉ những thầy cô và các bạn chưa từng dự các lần họp mặt trước để về tham dự lần này. Do đó trong các phòng hôm nay đã gần 270 bạn tham dự so với lần trước là 240. Kỳ họp mặt lần thứ tư này chúng ta có được 7 suất học bổng dành cho 7 cháu học sinh vượt khó học giỏi, tăng 5 suất so với năm 2012. Trong đó do cựu học sinh Cao Bảo Châu 70-77 đóng góp 2 cháu và 5 bạn trong liên lớp tài trợ cho 5 cháu. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của các bạn, xin trân trọng cảm ơn tinh thần cao đẹp này. Xin trân trọng cảm ơn các bạn ở Hoa Kỳ, ở Úc Đại Lợi, ở Hà Lan, ở Canada, thành phố Hồ Chí Minh, ở Nha Trang, Phan Thiết đã nhiệt tình ủng hộ vật chất và tinh thần để có sự thành công trong cuộc họp bộ này. Xin cảm ơn anh Hưng, giám đốc khách sạn Đồi Dương và anh chị em phục vụ của khách sạn Đồi Dương đã góp phần giúp chúng tôi có một buổi tối thành công hôm nay. Ban liên lạc, cựu sinh Phan Bảo Châu năm 1970-1977, tôi tuyên bố khai mạc cuộc hội ngộ lần thứ tư năm 2014. Xin kính chúc thầy cô và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Thầy Nguyễn Phú Yên đã tặng cho bạn Nguyễn Văn An chúng ta một tràng nghe một bó hoa rất là tươi thắm. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, đã 37 năm trôi qua kể từ ngày rời xa đường cũ, rời xa thầy cô thân yêu của chúng ta. Chúng em mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống khác nhau, nhưng dù ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ môi trường, hoàn cảnh hoặc địa vị công tác nào, mỗi người chúng em đều luôn ghi nhớ hình ảnh và những kỷ niệm rất đẹp đẽ mà thầy cô thân yêu năm xưa đã dành cho chúng em. Tại buổi họp mặt lần thứ tư này, để tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô tập thể liên lớp của chúng em, xin kính tặng quý thầy cô mỗi người bó hoa một món quà làm kỷ niệm cuộc họp mặt này. Thúc An sẽ làm được đọc tên
22 bạn. Các bạn khi có tên, các bạn lên thẳng ở trên sân khấu và nhận hoa giúp chúng tôi. Xin đề nghị chị Lợi và chị Mai giúp được chúng tôi cái phần nhận hoa. Bạn Lê Thị Đào Thơ, bạn Lê Văn Bổn và bạn Phùng Thị Thưởng. Rồi xin mời tất cả các bạn chúng ta đến bàn của thầy cô. Chúng ta đang nghe giai điệu của bài hát Người Thầy. Hôm nay xin nhắc lại, chúng ta đang nghe giai điệu bài hát Người Thầy của bạn. Thầy trò của cuộc họp mặt lần thứ tư này, ban tổ chức chúng em xin đề nghị và được kính mời thầy Nguyễn Phú Yên. Thầy Nguyễn Phú Yên xưa là giáo viên dạy toán của dạy văn của chúng ta sẽ cho thay mặt cho 22 thầy cô sẽ có các phát biểu cảm tưởng tâm sự với chúng ta trong cuộc họp mặt này. Tất cả chúng ta đồng ý theo đề nghị của Thúc An, mời thầy Nguyễn Phú Yên không? Chúng ta một tràng vỗ tay đi. Xin cảm ơn ban liên lạc. Kính thưa các thầy cô và các em học sinh, đây là lần đầu tiên tôi đến dự với liên lực này, cho nên là nhiều bạn lâu ngày không còn nhớ nữa. Và như bạn rồi vừa giới thiệu thì là thầy Nguyễn Phú Yên. Thật sự thì tôi đến trường Pháp Vân Châu dài vào năm 1969, tức là cách đây 45 năm rồi. Thì lúc đó là thầy chỉ mang tên là thầy An thôi, đã trong mọi người Phú Yên. Thì người Phú Yên là sau đó là nhiều em biết được là qua bài hát Thuyền Em Đi Trong Đêm. Bài này tôi viết tại Phan Thiết luôn vào năm 1969. Thì trong số những cái bạn mà ngồi ở đây có nhiều em học từ lớp 8 mà đến bây giờ tôi không còn nhận ra nữa, là quá rồi. Về đây, cái cảm xúc đầu tiên là tôi cảm thấy rất là vui và rất xúc động khi giữa lúc này mà có sự họp mặt giữa các thầy cô, những người đồng nghiệp của tôi đã dài rất nhiều năm. Trong đó có những thầy như thầy Bình là năm nay là đã 90 tuổi rồi, cô Toàn thì là đã 80 tuổi. Cho nên là những cái ở cái tuổi này mà gặp nhau được thì rất là quý, cho nên chúng ta rất trân trọng những cái giây phục bên nhau như thế này. Tôi xin vào phát biểu một vài ý riêng như vậy thôi, chứ không có thể đại diện. Ở đây có nhiều thầy đã từng quen biết và lên phát biểu nhiều, chẳng hạn như thầy Thần chẳng hạn, thầy phát biểu rất là hay. Tôi chỉ tư cách là một thầy lần đầu tiên đến dự, và bên cạnh cái công việc dạy văn ở trường Phan Bội Châu thì tôi có sáng tác và đi sinh hoạt và các đoàn du ca ở tỉnh Bình Thuận từ trước 75. Và dịp này về đây thì tôi xin gửi đến với các bạn, không phải tôi hát mà một bài hát tôi viết về quê hương Phan Thiết. Nhan đề bài hát là Phan Thiết Tôi Thương, thì tôi có đem một cái đĩa bài hát này
Và lát nữa tôi xin phép phát lại bài hát này với giọng ca của ca sĩ Đông Quân, tức là con trai của tôi. Đó là xin một cái món quà tinh thần mà tôi xin gửi đến tất cả thầy cô và tất cả các em. Xin cảm ơn. Thầy Nguyễn Phú Yên và chúng em đã nhắc lại cái bài hát Chiều Yên Đi Trong Đêm, bài hát bài sáng tác cái đây rất lâu và bài hát ở Phan Thiết chúng ta ai cũng biết bài hát này. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, thời gian cuộc họp mặt lần thứ tư này của chúng ta có thêm nhiều ý nghĩa rất là thiết thực. Ban tổ chức chúng tôi xin phép thay mặt cho tất cả các bạn quyết định trao tặng học bổng cho 7 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà đã phấn đấu vươn lên học giỏi. Mỗi suất học bổng mà chúng ta sẽ trao tặng cho mỗi em là 4.500.000 đồng trong một năm, như thế là mỗi tháng các em sẽ được 500.000 đồng. Trong ban liên lạc của chúng ta đã chọn 7 em, nhưng mà cái quỹ học bổng của cựu học sinh riêng lớp của chúng ta chỉ lấy cái phần lãi mà gửi ngân hàng mấy lâu nay á, tặng cho 2 em chính thức thôi. Còn lại 5 em thì là chính năm bạn trong liên lớp của chúng ta đang ngồi ở đây, các bạn sẽ gửi cho năm em cái phần học bổng riêng của mình. Và các bạn là đề nghị Phúc An là không nêu tên của các bạn trong cuộc họp mặt này. Đó, đây là một việc làm có ý nghĩa. Xin chúng ta dành một tràng cổ tay, xin cảm ơn tất cả các bạn. Phúc An xin mời làm được 7 em ta lên sân khấu. Xin mời em Đỗ Thị Trâm, chuẩn bị là học sinh lớp 11 trường phổ thông trung học Phan Bội Châu. Chuẩn bị là học sinh lớp 12 trường phổ thông trung học Phan Bội Châu. Mời em Nguyễn Thị Phù Đẫm ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, là học sinh lớp 12 trường phổ thông trung học Phan Bội Châu. Mời em Lê Thị Thu Hằng ở xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, học sinh lớp 11 trường phổ thông trung học Phan Bội Châu. Mời em Nguyễn Thị Bích Huy ở phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, học sinh lớp 11 trường phổ thông trung học Phan Bội Châu. Mời em Nguyễn Thị Bình An ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, là học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc. Và cuối cùng là em Nguyễn Thái Minh Thư ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Đây là 7 em có hoàn cảnh rất nghèo đã vượt khó vươn lên trong học tập. Các em là học sinh giỏi của năm học vừa qua và các em được xứng đáng được nhận học bổng lần này. Chúng tôi xin mời các bạn là Phạm Thị Hoàng Phước, bạn Nguyễn Xuân Ân, bạn Lê Thị Mai, bạn Nguyễn Thị Lợi, bạn Trần Khắc Quang, bạn Lý Thị Hương Lan và bạn Nguyễn Thị Kim Lành. 7 bạn sẽ đại diện cho chúng ta. Bạn Lê Thị Mai, bạn Nguyễn Thị Lợi, bạn Trần Khắc Quang, bạn Lý Thị Hương Lan và bạn Nguyễn Thị Kim Lành. Các bạn tặng hoa tặng các bạn đứng sau lưng các em, các bạn đứng sau lưng các em để có hình. Một tràng vỗ tay đi tất cả các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các em, chúc các em vượt qua được hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục học tốt.
để xứng đáng với phần học bổng mà các cô chú đã tặng cho các em trong cuộc học tập lần này. Xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn các em, xin mời các bạn trở lại vị trí. Cuộc học tập lần thứ tư này đã qua, để bước vào phần khai tiệc đêm nay, chúng ta sẽ có nghi thức rót rượu champagne và đốt pháo bông. Và ngay nếu pháo bông thì chúng ta ngồi thì là pháo đốt. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên và cầm pháo bông của mình vơ vơ lên ở đây để lấy hình ảnh rất là đẹp trong tối hôm nay. Xin mời tất cả chúng ta đừng ngồi, chúng ta khi đốt và pháo bông rồi chúng ta cùng đứng lên. Thì ngoài sự ủng hộ đóng góp trực tiếp của các bạn tại cùng các lớp của học mặt chiều hôm nay, chúng tôi cũng đã đón nhận sự ủng hộ và tài trợ rất quý báu bằng tiền mặt và quà tặng của 35 cá nhân là những người bạn thân yêu trong những lớp của chúng ta. Các bạn đang sống và làm việc ở trong tỉnh, ở ngoài tỉnh và cũng như ở nước ngoài. Trước khi diễn ra cuộc họp mặt này, ban liên lạc của chúng tôi đã nhận được sự tài trợ đóng góp của các bạn, bạn Lương Hoàng ở Mỹ, bạn Trần Tiến Phước ở Mỹ, bạn Bùi Văn Tiên ở Mỹ, bạn Tôn Nữ Kim Phượng ở Mỹ, bạn Nguyễn Thị Mai Giàu, bạn Hạ Thị Hoàng Phước, bạn Nguyễn Thị Lợi, bạn Lê Thị Mai, bạn Ngô Văn Phước, bạn Nguyễn Văn An, bạn Huỳnh Phúc An, bạn Ung Đoàn Hân, bạn Trần Khắc Quang, bạn Hồ Phước Đại, bạn Nguyễn Thị Tường Vi, bạn Chu Thị Kim Hà, bạn Hoàng Thị Phương Mai, bạn Trương Thị Hữu Nga, bạn Đỗ Thị Bạch Vân, bạn Nguyễn Thị Bích Phương, bạn Ung Minh Tiến, một bạn ở Úc xin được giấu tên, bạn Lê Kim, bạn Nguyễn Xuân Thu, bạn Nguyễn Ngọc Vinh, bạn Nguyễn Xuân Âm, bạn Nguyễn Kim Hoàng, bạn Nguyễn Văn Khánh, bạn Thân Thị Dương, bạn Nguyễn Thị Hương, bạn Huỳnh Đảng, bạn Nguyễn Trường Sinh, bạn Khu Hội Phụng và bạn cuối cùng một bạn ở Mỹ được giao tên. Xin thay mặt cho ban tổ chức buổi họp mặt lần thứ tư này, thay mặt các thầy cô và tất cả các bạn tham dự buổi họp mặt lần này, chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tài trợ và đóng góp quý báu của tất cả anh các chị và các bạn. Hy vọng rằng trong những cuộc họp mặt lần sau, chúng ta còn tiếp tục đón nhận sự ủng hộ và tài trợ của tất cả các bạn. Đặc biệt, các buổi họp mặt này nhiều hôm nay đã được biết chúng tôi đã gặp một thông tin rất vui. Thầy Trần Hữu Bình, nguyên là hiệu trưởng cũ của chúng ta, thầy quyết định là gửi cho quỹ học bổng cho quỹ học bổng của liên lớp chúng ta là 1.000.000 đồng. Chúng ta dành tràng vỗ tay cho thầy Trần Hữu Bình đi các bạn. Trên ngực của các bạn là chúng tôi đang ngồi thấy là trên ngực của thầy cô giáo như các bạn, chúng ta có một cái chiếc huy hiệu rất đẹp kỷ niệm cho cuộc học tập lần này. Đó là sản phẩm do bạn Hồ Phước Đại, vừa là tác giả, người thiết kế và thi công luôn. 300 cuộc cái huy hiệu này của học tập lần này, chúng ta cũng dành một tràng vỗ tay nữa cho bạn Hồ Phước Đại với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc, nó mở cái bài Hát Mãi Khúc Hành ở dưới cái vỗ tay, ở trên đây mình nhảy thích thích luôn, nhảy theo kiểu và không phải bộ đội đứng nghiêm đâu, mình nhảy tưng luôn nha. Nhạc nó thôi nhảy tưng, muốn nhảy thâu nhảy, khỏi còn hát luôn, hả nhảy thâu. Và bây giờ xin bài hát Hát Mãi Khúc Hành bắt đầu. Nhảy nha, nhảy nha, tại chỗ
Chung mỗi cái ly này là chúng tôi chế vào đây là hai chai bia Tiger mà chúng ta đang uống đó. Và đây là một cái ống hút mà chúng ta để chúng ta nối là bốn cái ống lại với nhau thành ống hút. Như thế là một cái ly bia này sẽ có hai bạn uống. Như thế hai ly bia sẽ có bốn bạn uống. Chứ bốn bạn là trong đó có một nam và một nữ uống một ly, một nam một nữ uống một ly. Những năm trước mà Phúc An mời các bạn tự như xung phong lên sân khấu thì là các bạn cũng khó khăn quá. Thôi kỳ này là Phúc An chuẩn bị cái thùng phiếu luôn. Khu Huệ Phụng Lê Kim và Khu Huệ Phụng sẽ thưởng thức một ly bia này. Từ từ Lê Kim xin đề nghị bạn Trần Ngọc Dũng có không? Trần Ngọc Dũng đâu? Lên sân khấu. Khi gặp với Trần Ngọc Dũng. Bạn Nguyễn Thị Bích Phương đâu? Phương đâu mất rồi. Phương ơi, lên đây em ơi. Áo đỏ đẹp quá, áo đỏ ơi. Nói gì thiếu biết họ đó. Đẹp quá, Phương ơi, Phương ơi, đẹp quá, Phương ơi. Mời lên sân khấu. Rồi, nam bắt tay nam, nữ bắt tay nữ, đàng hoàng đi. Nam bắt tay nam, nữ bắt tay nữ. Rồi. Từ từ Phúc An sẽ nói cái quy định như vậy. Mỗi người sẽ cầm một cái này đút vô đây. Hai người cứ uống thoải mái. Chúng ta sẽ có một bài nhạc. Ha. Bài nhạc là Dừng Bước Giang Hồ và Núi Đá Quê. Bài hát này cứ từ từ bỏ xuống, đừng có khá. Bài hát Dừng Bước Giang Hồ này là Phúc An tính ra là 2 phút 52 giây. Làm sao kết thúc cái bài nhạc đó thì là hai cái ly bia này phải uống cho hết. Nếu uống không hết thì coi chừng lại chế thêm bia vô uống nữa. Mà ai uống trước ly bia là uống hết thì sẽ có hai phần quà rất quý giá dành cho hai bạn. Rồi cầm thử đi lựa đi. Hai bạn lựa thử đi. Được mấy cái cây nào hút có được không? Đừng có hút nhau, hút thử coi thấy được không? Còn hút không thấy nữa thì bắt đầu mình thới cây khác. Đầu chưa? Thở vô thử đi. Đừng có hút nha. Chưa, rồi hút ra lại đi. Nhạc đó lên. Vỗ tay đi các bạn ơi. Thank you.
Sơn. Dạ, xin mời chuẩn bị. Cô gặp thì em nhau mấy đứa. Tiếng thằng Nguyễn Văn An lùng ở lớp 6A3 la to cố ý cho các bạn nam trong lớp cùng nghe. Cầu Ba Cảnh ở gần chùa Dạng Thiện, nơi hẹn hò của những thằng bạn lớp 6A3 tụi mình. Ăn cơm xong, tôi với chiếc xe đạp thục nhanh trên con đường đất đỏ, một bên là ruộng lúa, một bên là ruộng muối, dần đi vào chùa Vạn Thiện. Từ xa xôi thấy thủ lĩnh Nguyễn Văn An đang vòng tay đi qua đi lại như nóng lòng chờ đợi những thằng bạn này. Cái thằng quỷ sứ này nhỏ con mà được việc xử đầu mọi chuyện quậy phá mà được gọi là thủ lĩnh An Lục. Như nhất là hôm tụ tập khoảng lúc 12 giờ trưa trước giờ học ở ca chiều,
gần 20 thằng chia phe đá banh ở phía sau trường Phan Bội Châu. Nhìn cái đội quân 6A3 lưng trần dưới cái nắng thiêu người của tháng 4, hai bên tranh nhau quả banh rất là quyết liệt. Một cú sút từ chân của Hữu Anh không đi vào khung thành mà đi thẳng vào dãy lớp sau, làm vỡ kính kính cửa sổ. Thầy Nguyễn Văn Chót, giám thị của liên lớp chúng ta, bắt Hữu Anh lên văn phòng mà giao cho thầy Phan Xuân Tự là tổng giám thị. Thầy Tự bắt Hữu Anh nằm lên chiếc ghế dài hút cho năm roi cháy mông gần chết nhớ đời. Còn thằng Minh không biết trong trận đá bóng này, em biết chùi bóng làm sao mà làm rách cha nó cái đáy quần ra làm hai, nên phải xin nghỉ 2 tiết đầu về nhà thay quần. Thế là an toàn, nhà ta có gì chọc mình, đưa tay lên miệng hỏi là tê 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 tê, hỏi làm sao thì thổi gì lạ, chứ là kêu là tét đáy lòi em, tét đáy lòi em, giọng vừa mà giọng thì thổi kèm cả lớp cừ gầm chết. Ôi cái tuổi học trò thật là vui, không bao giờ quên được những chiều mưa ở cái xứ Melbourne này, đôi khi vương vắng nhiều kỷ niệm đầu đời trong cấp sách đến trường Phan của chớ lớp 6A3 chúng tôi. Giờ thì các bạn đã ra đi vĩnh viễn rồi, các bạn đã để lại một phòng không thở sạch cuộc chiến tranh, mà không biết những bạn còn lại hiện nay ra sao. Cho nên tôi rất mong muốn về trong ngày hội ngộ lần thứ tư này để thăm lại bạn bè xưa, tìm lại những khuôn mặt thân quen đã đổi thay như thế nào theo năm tháng. Nhưng công việc không cho phép tôi trở về, tôi đành hẹn các bạn vào một ngày hội ngộ trong tương lai nhé. Tôi xin gửi lời kính chúc quý thầy cô, chúc các bạn trong ban liên lạc và chúc tất cả bạn bè trong liên lớp chúng ta một ngày hội ngộ lần thứ tư thành công đầy yêu thương và hạnh phúc. Viết với kỷ niệm Melbourne 6/7/2014, Nguyễn Hữu Anh. Một tràng vỗ tay đi các bạn. Và Hoa Dương của những người đàn ông và phụ nữ U60 của trường Phan Bội Châu khóa học 1970-1977. Sau khi theo dõi sát sao các bạn và bình chọn và tham khảo ý kiến của rất nhiều người, chúng tôi xin mời các vị ứng viên trong danh sách Hoa hậu và Hoa Dương U60 Phan Bội Châu lên sân khấu. Đầu tiên xin mời người mẫu Nguyễn Ký. Nguyễn Ký ăn mặc rất đẹp, có cà ra mắt, bỏ đồ trong hết ý luôn, mặc dù thứ tóc hơi thấp chút nhưng rất đẹp trai. Có người mẫu thứ nhất, chúng ta sẽ một bên là 3 người mẫu nam và 3 người phụ nữ, cuối cùng chúng ta chọn ra một người đoạt giải nhất bên phía nam và bên phía nữ. Người mẫu nữ đầu tiên chúng ta xin mời cô Nguyễn Thị Kim Linh. Người mẫu này có tướng mạo giống như người mẫu nam Nguyễn Ký. Người mẫu này quá đẹp cho bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thằng nhờ ngó cuối cùng không thằng nào lấy được cổ. Xin mời đứng xe ra, xin ra, xin ra. Nguyễn Thành Tâm. Xin mời anh Nguyễn Thành Tâm bước lên sân khấu. Đây, người mẫu này rất phất pháp, Phương Phi, đẹp trai nhất ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, từ tỉnh Bình Dương, tức là người đẹp Bình Dương, Trần Ngọc Dũng, có cái kiểu là Dũng Ba Bi Lắc. Xin mời anh Dũng Ba Bi Lắc bước lên sân khấu. Đề nghị anh Ngọc Dũng mau mau di chuyển chút xíu, dù cái bụng anh bây giờ hơi bự
nhưng mà cái ghế nó vẫn chuẩn như ngày xưa. Hợp tác xã Đức Mát ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là người mẫu Mai Dao. Người có đôi con mắt rất là thẩm mỹ lên sân khấu để tham gia bình chọn giày hoa hậu tương lai. Và mời về phía cô giáo, chúng tôi mời cô Như Minh bước lên sân khấu để tham gia bình chọn các hoa vương tương lai. Mời thầy Yên. Thầy Yên bước qua đây. Cô đứng đây cô. À, kính thưa khán thính giả, thầy chỉ tay nhạc nhỏ chút. Kính thưa khán thính giả, các bạn hãy nhìn đây ba người mẫu, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẻ mười, từ lùn cho đến, xin lỗi, từ thứ tóc hơi chút xíu nhỏ xíu cho tới kích thước vĩ đại. Như vậy, bây giờ em xin hỏi ý kiến của cố vấn Nguyễn Phú Yên, trong ba người này thì thầy chấm ai sẽ là hoa hậu? Mà đừng hay lắm lâu trước nha. À, ngày xưa thì cái vẻ đẹp của phụ nữ là phải tuyệt kiệt yêu kiều, nhưng mà cái tiêu chuẩn đó nó xưa rồi, bây giờ là phải có tiêu chuẩn vạm vỡ mạnh quá. Như vậy người nào cân nặng nhất là người đó hoa hậu. Chúng ta phải nể nang, phải kính thầy, trọng bạn như thầy là trên hết. Thầy quyết thì chúng ta phải nghe thôi, tức là thẩm mỹ, xu hướng thẩm mỹ bây giờ là tôn trọng những người cân nặng. Như vậy anh em có đồng ý rằng người mẫu Mai Dao đoạt giải hoa hậu không? Ồ, tất cả biết. Như vậy Mai Dao hôm nay là hoa hậu U60 của trường Sinh Phong Châu niên khóa 77. Rồi bây giờ xin lỗi khán giả, chúng ta chuyển qua những người mẫu nam. Kính thưa cô thấy ở đây chúng ta có một người tướng tóc hơi kiêu tốn, một người rất là phớt phát, vừa phải, đeo kính gọng vàng, khuôn mặt rất là quen quyền, đẹp trai. Người này rất là chuẩn, dù bụng hơi bự, do hồi nhỏ uống sữa hơi bị nhiều. Thì theo cô, ba người này thì người nào xứng đáng đoạt ngôi hoa vương? À, có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô thấy có một cái cuộc thi hoa hậu của nam giới. Cho nên cô cũng khá phân vân trong cái việc mà chọn ai là hoa hậu. Nhưng mà theo các em thì các em thấy như thế nào? Tiêu chuẩn để cho một nam giới là hoa hậu là gì vậy các em? Là gì? Như vậy cô chẳng ai? Nhưng mà cô chưa nghe rõ cái những cái ý kiến như thế nào bây giờ. Cô cứ cho ý kiến của cô trước đi rồi em sẽ hỏi các thính giả sau. Bây giờ theo ý cô là như thế này, ý của cá nhân cô là vì bên nữ là chọn một cái người nặng cân nhất, phốt pháp nhất, do đó bên nam là cô lại có một cái ý nghĩ đối nghịch lại, tức là sẽ chọn một em nào mà cân nhẹ nhất, dịu dàng nhất, chuyển chuyển nhất. Như vậy các bạn thấy là người của Ủy ban Phật giáo chiến thắng không? Quan hô Ủy ban Phật giáo Việt Nam! Đại tử anh Nguyễn Ký về đây tham dự ngôi hoa vương và chúng tôi xin chúc mừng anh. Và bây giờ hoa hậu hoa vương sẽ được 2 phần quà cộng 1 vé để nghỉ mát đồng phần hoa chúc ở Thái Lan. Hoa hậu Mai Dao và hoa vương Nguyễn Ký.
để dành cho ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Xin mời khán giả trong tràng pháo tay. Quê cô Hoa hậu Bra Giao. Quê cô Hoa Dương Nguyễn Tuy. Dạo này và sau này thủy ra Phật giáo thường xuyên đi siêu thị có mắt. Và bây giờ Hoa Dương thứ hai, Hoa Dương thứ ba. Chúng tôi xin cảm ơn cô Kim Anh đã cho ý kiến rất là quý báu, đã chọn ra một hoa hậu xinh đẹp. Cảm ơn thầy. Tạm biệt các hoa hậu, tạm biệt các hoa dương. Tao vừa chứng kiến một chương trình chọn quý ông quý bà đẹp nhất. Các bạn có thấy một cái điều rất lạ không? Có một cái quý ông mà đeo quý bà trong đó. Tôi chọn là hai quý ông, bốn quý bà, mà không biết MC lên giới thiệu thành sao là ba ông hai ba bà luôn. Ông nói cho điều cái đó có lỡ ông mà ổng mà ổng đeo quý bà ông đấy. Trời ơi, học nhiều á. Thông An thấy các bạn từ ở dưới mà đi lên hội trường á, đi cứng khừ vậy nè. Mà đi chút nữa đi lên sân khấu đi cái tướng giống như người mẫu. Đó thì mời, và bây giờ chúng ta sẽ xem bạn Khu Hội Phụng của chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục yoga rất tuyệt vời. Tiết mục múa. Xin mời Khu Hội Phụng. Thầy cô và các bạn, hôm nay tôi xin rất vui một cái tiết mục là múa yoga. Tôi được may mắn là làm quen với yoga khi tuổi già vừa ập tới. Già mà khỏe, điều đó là ai cũng thích hết. Đó là hạnh phúc cho bản thân mình, cho người thân mình và cho bạn bè mình. Tôi sẽ thể hiện cái hạnh phúc đó qua cái nền nhạc của bài Chiếc Lá Cuối Cùng. Yes.
xanh vàng đợi bên sông xanh, mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chín, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Chưa chứng kiến một cái tiết mục yoga nào mà tuyệt vời như vậy. Chúng tôi xin mời bạn Phong Thị Dung sẽ đọc cho chúng ta một bài thơ Ta Đâu Hời Các Cuộc Chia Ly. Xin mời bạn Phong Thị Dung. Cùng tất cả các bạn trong những lần họp mặt trước, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thì chương trình hội ngộ của Liên Lớp 70-77 cũng có những cái nó chưa được thông suốt. Kỳ này thì Ban Liên Lạc đã cố gắng tổ chức một cái cuộc họp mặt hôm nay rất là vui và đầy ý nghĩa. Tôi xin đọc một bài thơ Ta Đâu Hề Có Cuộc Chia Ly. Bài này được viết từ 2013, nhưng hôm nay nó cũng phù hợp với cái khung cảnh này, nên xin đọc tặng các thầy cô và các bạn. Ta lạc mất nhau rồi từ dạo ấy, như vầng trăng lạc mất bầu trời, như vì sao mê mãi rong chơi, đi lạc khỏi thiên hà quên năm tháng. Ta lạc mất nhau giữa mùa thu lãng đãng, lá chớm vàng tìm chút nắng ngày xưa, như mặt đất càng lạc mất cơn hơi để khô héo tháng ngày mong đợi. Ta lạc mất nhau xa nhau vời vợi, tưởng không còn giây phút được kề bên, tưởng thời gian sẽ giúp ta quên, tưởng yêu dấu tan dần trong biển bão. Nhưng hôm nay mùa xuân sáng lại, ta tìm nhau và đã gặp nhau. Ta ước hôm nay và mãi mãi về sau, ta không mất những gì ta yêu quý. Hỡi bạn tri âm, này người tri kỷ, ta đâu hề bỏ cuộc chia ly. Xin hết. Các bạn, một tiết mục sôi động này chúng ta hút bia rồi. Bây giờ ta chơi thì một trò chơi cuối cùng trong đêm nay, mà hy vọng trò chơi này sẽ vui hơn trò chơi hút bia. Trò chơi này là chơi cái gì không biết, nhưng vẫn là một nam một nữ, một nam một nữ lên sân khấu để có phần quà. Còn lại ở đây công an sẽ bốc thăm, công an sẽ bốc thăm. Xin nói lại, mà họ bắt anh bốc thăm trúng bạn nào không em, thì các bạn lên sân khấu. Mà hồi nãy là khi mà lên sân khấu trên đây á, mà tôi rất ấn tượng, mà dưới cũng rất ấn tượng, bạn An với lại bạn Khắc Quang đề nghị không chọn hai nhân vật đó lên trước làm cặp trước đi, mình tính sao. Các bạn có đồng ý, tôi xin đọc thế này: bạn Nguyễn Ký, bạn Kim Đành làm cặp được không? Lên sân khấu, Kim Đành, Nguyễn Ký lên sân khấu. Lên đây. Cặp thứ hai, tôi đã bốc thăm. Xin mời bạn Nguyễn
Minh Ngọc là ai đâu, Nguyễn Minh Ngọc đâu? Có Nguyễn Minh Ngọc không? Xin mời Nguyễn Minh Ngọc lên sân khấu. Bà mời bạn nữ Thái Thị Hoàng Lan là ai đâu? Có Hồng Lan. Thái Hoàng Thị Mỹ Lan. Nhiệt liệt, ai có tên Nguyễn Thị Nhiệt liệt đâu? Sợ thì có thấy yếu vậy. Chơi mà còn đeo nữa. Ra bây giờ cặp tao ra cặp đó đứng sao lộn xộn vậy? Lành ra qua đây lành ơi. Rồi Diệp Điệt ơi, đẹp gái quá Diệp Điệt ơi. Lành cũng tốt quá lành ơi. Bây giờ tôi hỏi là bốn người có biết tâm chơi trò chơi này không? Chơi. Chơi cái gì? À, chơi gì không biết sao giờ hỏi chơi tới đây không? Chơi tới đây. Rồi chơi luôn. Hứa nha các bạn, nếu mà trên đây mà bỏ chạy xuống dưới, xin đề nghị chúng ta dành cho người đó 5 cây bia uống tại chỗ đây. Đồng ý không? Vỗ tay đi, tiết mục là rất là độc chiêu. Tiết mục này mang tên là trò chơi luồng banh. Các bạn biết luồng banh là gì không? Xin mời các em có thấu giúp chúng tôi luồng banh. Rồi các bạn sẽ giới thiệu từ từ luồng banh là nó về. Đây là máy trái banh nè, đây màu đỏ ha. Bên đây màu xanh ha. Mỗi cái bao là chúng có là 15 trái banh. Các bạn nữ sẽ luồng banh cho các bạn nam. Luồng kiểu nào xin mời một em nữ ở đây luôn lên luồng thử cho cái chú này coi nha. À, coi nè, luồn thử, bên đây coi thử nha. Ờ, đứng yên tại chỗ. Đó. Chết trời, chắc chết. Đó. Luồn làm sao lấy ra cái banh khỏi cái quần. Mà cái ông nam không có được lấy tay thò vô. Không chỉ có đọc chứ. Cái này học ở Malaysia vậy đó. Trời, được chưa? Con bé này nó cũng đẹp, nó thò vô làm gì ra dữ vậy. Rồi bỏ xuống. Cái banh đâu xin lấy ra. Trời ơi, lấy không được. Nữ sẽ luồn cho nam. Bây giờ nam có quyền cổ dây điện cho đi cũng được. Hiểu không? Khi các bạn luồn á thì đang là được cái banh nào bỏ vô đây cái nấy. Hiểu không? Rồi banh đây. Đây cũng bỏ vô đây. Xin đề nghị hai em giúp dùng cho anh đang là cột dùng cho hai tay hai anh nam lại cho anh khỏi lộn xộn, đứng như tượng thôi mà không có được quậy bỏ anh hết trơn. Cột tôi dùng đó, hai anh nam hết. Trong những trò chơi này Phúc An chơi là thường thường lọt ra cuối cùng, lọt ra cái quần này nè. Ráng cố gắng nè, chuẩn bị tinh thần nha. Lành nè. Đâu chưa còn thắng như điện đâu. Khỏi cầm luôn, ký nó chân luôn, khỏi lòng luôn. Còn bây giờ tất cả các bạn không ủng hộ thì trò chơi này các bạn này không làm được. Bài hát tình cho không biết. Bài hát này sẽ ứng cho trò chơi này. Bài hát tình cho không biết không. Khoan, bây giờ làm thử đi. Hai cặp làm thử cái làm thử đi. Làm thử đi. Có lẽ tay nhanh lên đi. Điện điện ơi, thò vô. Điện ơi, hả? Nhanh lên, làm gì chậm lắm. Đừng có thò về sau biết nha. Thò phía trước á. Rồi, làm móc ra làm đời. Một trái. Trời mẹ, móc cục lum nữa. Rồi, một trái. Rồi, được chưa? Trời ơi, này. Chặt đầu, tháo đi điện trăm miếng đi. Không còn hết cái bài này thì là coi ai là luồng banh nhiều nhất. Vỗ tay đi các bạn ơi. Đề nghị đèn sân khấu đi cả nhà nhiều người. Đừng có mở sáng lên giùm. Nhanh lên, nhanh lên đi. Camera nó không lên tập trung quay giùm chút xíu đi.
Thank you.
tuyệt vời bằng tất cả tấm lòng và tình cảm của từng thầy trò, từng bằng hữu. Và bây giờ đêm đã về khuya dần rồi, cuộc vui của chúng ta phải tạm thời kết thúc. Chúng ta sẽ làm một nghi thức cuối cùng, xin mời các bạn hai lần trở về. Chúng tôi đã đặt trên bàn, mỗi bàn là một cái cây, mỗi bạn sẽ cầm một cây nến và chúng ta sẽ đốt nến làm một cái động tác cuối cùng trong buổi chia tay. Tôi hôm nay còn hai bài hát chia tay nữa. Hãy xem đây là ánh lửa của trái tim mình, ánh lửa của từng thầy trò, ánh lửa của từng bạn và từng anh em. Tất cả hãy cùng thắp sáng lên và hãy nắm chặt tay nhau, truyền cho nhau ngọn lửa của trái tim mình, cho thầy cô, cho bạn bè và cho tất cả mọi người. Giờ chia tay đã đến rồi các bạn ơi, hãy cùng hát vang hai bài hát chia tay thật vui, thật đầm ấm các bạn nhé. Bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Xin đề nghị tất cả chúng ta vừa cầm đến và vừa nắm tay nhau. Giây phút chia tay đến rồi các bạn ơi, hai năm nữa anh em mình mới được gặp nhau lại. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi những thời gian. Bạn bè bên nhau sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chưa dâng hiến hiến tha. Nhớ bạn đời, nhớ mãi trường xưa. Còn thấy linh hồn giữa trang kiếm đất nguyện nào. Thời gian xa. Các bạn có thể đứng gần nhau, chúng ta gặp tay nhau đi các bạn ơi, giây phút chia tay đã đến rồi. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, chương trình họp mặt lần thứ tư của học sinh Phan Bội Châu đến đây là kết thúc. Ban tổ chức của họp mặt chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã dành thời gian tham dự và cùng chia sẻ niềm vui trong cuộc họp mặt này. Hẹn gặp lại chúng ta ở cuộc hội ngộ lần thứ 5 năm 2016.